Chào các bạn, mình là Thu, là nhà sáng lập và phát triển nội dung của kênh YouTube Chuyện của Thu. Gần đây thì Thu đang rèn luyện và trau dồi tri thức để bắt đầu nuôi dưỡng tâm hồn, bắt đầu hướng con người mình vào bên trong nhiều hơn, khỏi những thứ phù phiếm vật chất xa hoa ở bên ngoài. Thu bắt đầu học nhiều hơn, đọc nhiều hơn về những cuốn sách Đạo của Khổng Tử, của Lão Tử, những cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn, về số mệnh của con người, về cách cải mệnh, cách làm sao chúng ta có thể sống an nhiên hơn, hạnh phúc hơn trước những điều bất như ý, trước những sóng gió của cuộc đời. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có một câu nói mà Thu thấy rất là tâm đắc như thế này: quá khứ qua đi, tương lai chưa tới, giây phút hiện tại mới thực sự là sống. Vì vậy chúng ta phải an trú ở trong giây phút hiện tại. Hiện tại không có hạnh phúc thì làm sao có thể hạnh phúc ở trong tương lai. Nơi nào không có bùn thì không có sen. Cũng như thế, khổ đau và hạnh phúc nương tựa vào nhau mà phát hiện. Nếu chúng ta chạy trốn khổ đau để đi tìm hạnh phúc thì cũng không khác nào đi tìm hoa sen ở nơi không có bùn. Sen và bùn cũng như trái và phải, hệ cái trái có là cái phải cũng có cùng một lượt. Nhờ tiếp xúc với khổ đau, lắng nghe khổ đau mà chúng ta có được các hiểu biết, cái yêu thương. Mà hiểu biết và yêu thương chính là chất liệu của hạnh phúc. Hôm nay Thu sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện, một chủ đề mà Thu nghĩ là tất cả chúng ta ai cũng nên nghe qua một lần và hiểu về nó, thấu hiểu nó để chúng ta có thể sống an nhiên hơn, hạnh phúc hơn. Đó chính là chủ đề hạnh phúc. Và cái tên mà Thu muốn đặt cho câu chuyện ngày hôm nay chính là hạnh phúc nội tại. Hạnh phúc ở ngay trong thời gian này, ngay hơi thở này, ngay ở trong trái tim này, trong tâm hồn này. Từ những điều bình dị nhất ở trong cuộc sống mà không phải hướng tới những cái xa vời ở tương lai như tiền bạc, như vật chất. Hạnh phúc ở trong chính hiện tại, trong chính tâm hồn này. Thu rất mong là các bạn có thể dành một chút thời gian để lắng nghe nó, đón nhận nó. Và cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu bước vào chủ đề ngày hôm nay nhé. Hạnh phúc nội tại. Trước khi đi vào câu chuyện ngày hôm nay, Thu muốn hỏi bạn một câu hỏi. Bạn có đang sống hạnh phúc không? Bạn hãy trả lời thầm câu hỏi này ở trong đầu nhé. Nếu câu trả lời là có thì đó là một điều thật tuyệt vời. Còn nếu câu trả lời là không thì chắc là bạn đang gặp phải một vấn đề gì đó trong cuộc sống mà chưa tìm được cách giải quyết, và Thu cũng rất cảm thông với bạn. Hy vọng rằng sau khi nghe hết câu chuyện ngày hôm nay, bạn sẽ có một cái nhìn khác đi về hạnh phúc và cũng có thể tự mỉm cười với bản thân mình rằng thực ra mình cũng đang sống rất hạnh phúc. Tôi là một người hay lo nghĩ nhiều, mà toàn lo nghĩ về tương lai khi gặp một vấn đề gì đó ở hiện tại, thành ra lại hay buồn phiền nhiều. Tôi bắt đầu viết nhật ký, bây giờ đọc lại mới ngỡ ngàng mấy điều mình lo lắng đều không xảy ra. Mà nó có xảy ra đi chăng nữa thì mọi thứ cũng không đáng sợ như cái cách mà mình nghĩ. Vậy là mình đã tự trói buộc mình vào những nỗi buồn, những thất vọng, những muộn phiền vốn không đáng có. Những ngày tháng ấy, mình hoàn toàn có thể sống vui vẻ và hạnh phúc. Thật ra thì cuộc đời mình cũng có nhiều nỗi đau, gọi là những điều bất như ý đi. Ngày còn trẻ, mình hay tự trách số của mình khổ nên buồn phiền nhiều. Bây giờ lớn rồi, hiểu biết hơn, suy nghĩ thông thoáng hơn, cuộc sống cũng an nhiên và nhẹ nhàng hơn. Những năm gần đây, Thu hay nghe thuyết pháp, đọc nhiều sách, tìm hiểu về đạo của Lão Tử, Khổng Tử, về luật nhân quả. Tâm trí của Thu được khai mở nhiều hơn. Thu bắt đầu sống chậm lại, hướng vào bên trong nhiều hơn, cảm thông và thấu hiểu nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về bản chất của vấn đề, của những điều không như ý và cách để vượt qua những nỗi đau, và bản thân mình đã cảm thấy an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Ai trong cuộc đời cũng đều mong cầu được sống cuộc đời hạnh phúc,
nhưng đa phần chúng ta lại hay buồn phiền, khổ đau về những điều bất như ý cứ liên tục xảy ra. Bản thân mình cũng vậy. Đối với nhiều người, khi được hỏi về hạnh phúc, họ thường nghĩ tới rằng hạnh phúc là khi ta giàu sang, phú quý, công thành danh toại, con cháu đầy huề, đó là hạnh phúc. Quả thật, nếu đạt được hết thảy những điều đó thì quá ư là hạnh phúc rồi. Nhưng nếu nỗ lực cả đời mà ta không thể đạt được thì ta không thể hạnh phúc hay sao? Không phải vậy, ta hoàn toàn vẫn có thể sống hạnh phúc nếu ta biết trân trọng hạnh phúc. Bây giờ mình đã không còn mong cầu giàu sang phú quý mới hạnh phúc nữa rồi. Mình bây giờ sống trong hiện tại, trân trọng hiện tại, nên điều mình muốn gửi gắm ở đây là bốn chữ: hạnh phúc nội tại. Hạnh phúc ở hiện tại được xuất phát từ chính cảm nhận từ nội tâm bên trong, từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống. Chẳng ai sống ở trên đời mà không gặp phải những sóng gió, nên sẽ chẳng ai có thể sống hạnh phúc 100% suốt cuộc đời. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể trân trọng và tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc, dù là nhỏ nhoi nhất, bình dị nhất. Nhiều hạnh phúc nho nhỏ góp nhặt, ta sẽ có được một hạnh phúc to to. Và để cảm nhận được những hạnh phúc nho nhỏ thì cũng không hề khó khăn khi tâm thức của ta chú tâm vào việc đó, sống chậm lại để hạnh phúc nhiều hơn. Chẳng phải ta cũng như bất kỳ người trẻ nào đã từng cảm thấy thật hạnh phúc khi cầm được mảnh bằng tốt nghiệp sau nhiều năm vật lộn với đèn sách đó sao? Thế nhưng liền sau đó ta lại hay than phiền phải kiếm được nhiều tiền, kiếm được việc làm tốt khiến bạn bè ai cũng nể phục thì mới thực sự là hạnh phúc. Rồi cái cảm giác hạnh phúc ấy không ở lại bao lâu, ta lại nghĩ nếu không cưới được người mình yêu thì sao gọi là hạnh phúc? Và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ta lại chung đứng trong ngồi có một đứa con, rồi thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà, đẹp lòng hai họ. Những ngày tháng ấy đến rồi đi quá vội vã. Bây giờ ta lại ao ước được dọn ra riêng, được sở hữu một căn hộ đắt tiền thì mới gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Rồi khi thấy bạn bè ai cũng chạy xe đời mới, con của họ học những trường danh tiếng, chức vụ của họ được nhiều người ngưỡng mộ, nên ta lại lo sợ nếu không theo kịp thì hạnh phúc mình đang có cũng chỉ là tầm thường, chẳng đáng vào đâu. Ta cứ đuổi hình bắt bóng, đứng núi này trông núi nọ, rốt cuộc ta chẳng biết hạnh phúc là gì cả. Tuy ta cảm nhận được hạnh phúc chính là những cảm giác sung sướng, dễ chịu, thoải mái khi đạt được những gì mình mong muốn, nhưng ta không lý giải được tại sao những cảm giác ấy lại đến rồi đi quá vội vàng. Rồi ta cũng mặc kệ, chẳng buồn tìm hiểu thêm. Ta cứ sống theo thói quen cũ, dốc hết năng lượng để nắm bắt những thứ mà ta tin chắc nếu không có thì ta không thể nào hạnh phúc được. Thật lạ, ta không tin chắc được cái gì ngay trong hiện tại có thể làm cho ta hạnh phúc, thì làm sao ta quả quyết những gì trong tương lai có thể làm cho ta hạnh phúc? Hạnh phúc có phải là vấn đề của thời gian hay không gian? Hạnh phúc có cần hội tụ đủ những điều kiện tối ưu cho nó hay không? Chẳng lẽ những người không có những điều kiện ấy thì họ không thể hạnh phúc hay sao? Thật ra, những điều kiện của hạnh phúc vẫn luôn có mặt, chỉ có điều nó không còn hấp dẫn ta nữa thôi. Không phải do nó mất đi tính hữu dụng, mà do nhu cầu hưởng thụ của ta đã biến đổi. Ta đã mau chóng nhàm chán, một phần là do bản năng hưởng thụ trong ta quá lớn, một phần là do bị tác động sâu đậm bởi tâm thức xã hội. Đôi khi ta vất vả cả chục năm trời để sắm cho mình được một món đồ quý giá, chỉ vì ta lo sợ nếu không có nó thì đời sống của mình sẽ không được trọn vẹn, hoặc chỉ vì ta muốn chứng tỏ cho mọi người biết rằng mình là ai, chứ ta có tận hưởng nó được bao nhiêu đâu. Mọi đấu tranh của ta chung quy cũng chỉ để có thật nhiều tiện nghi vật chất và tiện nghi tinh thần để thỏa mãn cảm xúc, phục vụ cho cái tôi ham thích hưởng thụ không biết dừng lại. Nếu cho rằng hạnh phúc chính là cảm xúc được thỏa mãn khi được hưởng thụ, thì ngay trong phút giây hiện tại này đây, ta cũng có thể đang nắm trong tay vô số điều kiện mà nhờ đó ta mới tồn tại vững vàng. Vậy tại sao lại cho rằng mình chưa có hạnh phúc? Một đôi mắt sáng để nhìn thấy cảnh vật và những người thân yêu, một đôi chân khỏe có thể đi đến bất cứ nơi nào, một công việc ổn định vừa mang lại thu nhập kinh tế vừa giúp ta thể hiện tài năng, một gia đình chan chứa tình yêu thương giúp ta có điểm tựa vững chắc, một vốn kiến thức
đủ để ta mở rộng tầm nhìn ra thế giới bao la, một tấm lòng bao dung để ta có thể gần gũi và chấp nhận được rất nhiều người. Đó không phải là điều kiện của hạnh phúc thì là gì? Chỉ cần nhìn sâu một chút, ta sẽ thấy mình đang sở hữu rất nhiều thứ, nhiều hơn mình tưởng. Vì thế đừng vì một vài điều cho toại nguyện mà ta vội than trời trách đất rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời. Hạnh phúc đôi khi chỉ là được sống như một người bình thường, nhưng ta cứ đuổi hình bắt bóng, chạy theo những cám dỗ vật chất mà lãng phí nó một cách vô nghĩa. Đại dịch Covid đã cướp đi bao tính mạng con người, từ trẻ nhỏ đến người già không trừ một ai. Nếu bạn dừng lại một nhịp, thấy rằng mình vẫn còn mạnh khỏe, người nhà mình vẫn đông đủ, không thiếu một ai, thì đó chẳng phải là quá đỗi hạnh phúc hay sao? Nếu bạn đến bệnh viện hiếm muộn, nghe những tâm sự của những cặp vợ chồng cầu có con mãi mà chưa được, thì bạn sẽ hiểu rằng thật ra mình quá may mắn khi có những đứa con mạnh khỏe, hoạt bát. Chẳng phải bạn là người rất hạnh phúc đó sao? Một ngày nào đó, bạn lên những vùng cao, Hà Giang, Mộc Châu, Sơn La gì đó, gặp những đứa trẻ cơm không đủ no, rét buốt không có quần áo để mặc, và tự suy ngẫm lại sẽ thấy rằng thật ra mình là người rất hạnh phúc vì được ăn ngon, mặc đẹp, rét buốt thì có chăn ấm đệm êm, không phải chịu cực khổ như vậy. Ai cũng có quyền hưởng hạnh phúc, và thật may là nó công bằng với tất cả mọi người, bởi vì người nghèo khó hay kẻ giàu sang phú quý đều có thể cảm nhận được hạnh phúc, còn nhiều hay ít tùy thuộc vào nội tâm của mỗi người và cách cảm nhận của mỗi người. Nhà thơ Thanh Huyền có một bài viết về hạnh phúc mà Thu thấy khá hay, để mình đọc cho các bạn nghe nhé. Đừng nói cuộc đời tẻ nhạt nhé em, hạnh phúc ở trong những điều giản dị, trong ngày, trong đêm. Đừng than phiền cuộc sống tẻ nhạt nhé em, hạnh phúc ngay cả khi em khóc, bởi trái tim vui buồn là trái tim vui. Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm, là tiếng xe mỗi chiều của bố, cả căn nhà quây quần trong căn phòng nhỏ, chị xới cơm đầy bắt phải ăn no. Hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho, là ngọn đèn soi rõ tương lai em sáng, là điểm 10 mỗi khi đêm bảng, là ánh mắt một người lạ như quen. Hạnh phúc là khi mình có một cái tên. Vậy đừng nói cuộc đời tẻ nhạt nhé em, tuổi 18 khờ khạo lắm, đừng tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm, hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói, quá khứ đi qua, tương lai chưa tới, giây phút hiện tại là thực sống, do đó cần an trú trong giây phút hiện tại. Hiện tại không có hạnh phúc thì làm sao có hạnh phúc trong tương lai. Trong tác phẩm Con Đường Thánh Thiện, Ngài có nói, nơi nào không có bùn thì không có sen. Cũng như thế, khổ đau và hạnh phúc nương tựa vào nhau mà phát hiện. Chạy trốn khổ đau để đi tìm hạnh phúc thì cũng như đi tìm hoa sen ở nơi không có bùn. Sen và bùn cũng như trái và phải, hệ cái trái có là cái phải có cùng một lượt. Nhờ tiếp xúc với khổ đau, lắng nghe khổ đau thì người ta mới phát hiện được cái hiểu biết và cái yêu thương. Hiểu biết và yêu thương là chất liệu làm nên hạnh phúc. Hạnh phúc là một sự lựa chọn. Hạt giống của sự khổ đau trong bạn có thể rất mạnh mẽ, nhưng đừng đợi tới khi không còn khổ đau nữa, bạn mới cho phép mình hạnh phúc. Hạnh phúc là một sự lựa chọn mà mỗi người phải tự quyết định, cho dù phải đấu tranh nhiều như thế nào. Trong cuộc sống này, tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những khổ đau, với những điều bất như ý. Nếu ta cứ đợi đến khi phải đạt được cái này, đạt được cái kia thì mới hạnh phúc, thì đó hoàn toàn là một sự sai lầm. Hạnh phúc luôn hiện diện ngay trong chính những điều nhỏ nhoi nhất, ngay phút giây này của bạn. Hãy tận hưởng và trân trọng nó. Hạnh phúc là được sống trong phút giây hiện tại. Khoảnh khắc hiện tại luôn chứa niềm vui và hạnh phúc. Nếu thực sự quan tâm, bạn mới có thể cảm nhận được nó. Nếu bạn xem những thước video ngắn về biết bao nhiêu trẻ em đang có một gia đình hạnh phúc, bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, mà mồ côi thì khổ lắm ai ơi. Biết bao nhiêu người đã mất đi người thân của mình vì Covid, thì bạn sẽ tự cảm nhận được rằng mình đang được sống mạnh khỏe là một điều quá đỗi hạnh phúc rồi.
Quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa đến, hiện tại mới là điều chúng ta trân trọng nhất. Hiện tại sống hạnh phúc thì tương lai mới có thể hạnh phúc, cũng như nỗi đau của quá khứ mới có thể qua đi. Hạnh phúc thực sự tìm thấy trong sự bình an, thanh thản và viên mãn. Hạnh phúc không chỉ là một cảm giác thỏa mãn đơn thuần, nó là một cảm giác sâu sắc về sự thanh thản và viên mãn. Một trạng thái thật sự lan tỏa và ẩn dưới mọi trạng thái cảm xúc, nơi mọi niềm vui và nỗi buồn nhu hòa và làm một. Bạn có thể ngạc nhiên với quan điểm này vì cảm thấy làm sao có thể vui sống khi đang buồn được. Ngược lại, tại sao lại không? Bởi vì chúng ta đang nói đến mức độ khác nhau. Khi nhìn những đợt sóng xô vào bờ, bạn đưa tay đón những ngọn sóng, cảm giác vô cùng thích thú và vui vẻ. Nhưng khi bạn cho tay xuống dưới con sóng, bạn vô tình va vào hòn đá, cảm giác bỗng chuyển sang khó chịu. Bạn đã đi từ thích thú đến khó chịu mà không có độ sâu. Nếu bạn nhìn vào biển cả, đó là đại dương mênh mông, xanh ngắt và đẹp đẽ. Có khi biển nổi bão, nhưng sâu bên dưới lòng biển thì vẫn thế, không hề biến động. Tất cả chỉ có thể là một trạng thái sống, chứ không chỉ là cảm xúc thoáng qua. Thậm chí, niềm vui, thứ có thể khởi nguồn của hạnh phúc, nhưng vẫn có những niềm vui tàn nhẫn khi bạn vui trên nỗi đau của người khác. Vậy, chúng ta phải làm gì trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc? Đa phần chúng ta hay tìm kiếm hạnh phúc từ những thứ vật chất bên ngoài. Chúng ta tin rằng nếu có thể đạt được những thứ này hay thứ kia, hội tụ đủ một số điều kiện, kiểu như người ta hay nói, có mọi thứ để được hạnh phúc. Đó là cách nói thể hiện sự thất bại trong việc tìm kiếm hạnh phúc. Và khi không đạt được như ý, chúng ta có thay đổi những thứ bên ngoài hay khả năng kiểm soát thế giới bên ngoài là hữu hạn, tạm thời và thường là ảo tưởng. Vậy bây giờ, bạn hãy nhìn vào bên trong, nó sẽ là thứ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tâm trí của bạn chuyển đổi những điều kiện bên ngoài thành hạnh phúc hay khổ đau tùy theo cách nhìn nhận của bạn. Có rất nhiều người giàu sống như ở trên thiên đường nhưng vẫn vô cùng bất hạnh ở nội tâm bên trong. Ngược lại, cũng có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn giữ được sự thanh thản, vui vẻ và bình an. Nếu bạn tự hỏi làm sao để nuôi dưỡng hạnh phúc, thì câu trả lời chính là hướng vào bên trong con người bạn, nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Đó chính là thứ chứa đựng hạnh phúc. Hạnh phúc là khi chúng ta biết thấu hiểu và sẻ chia. Chẳng phải bạn sẽ luôn có cảm giác thanh thản, vui vẻ và hạnh phúc khi có thể giúp được một ai đó sao? Dù chỉ là những việc đơn giản như giúp một bà cụ qua đường, nhường ghế xe buýt cho một bà bầu hay bê giúp một món đồ nặng cho ai đó. Càng làm những việc tốt, ta lại càng thấy tâm hồn mình được an nhiên, thánh thiện. Hạnh phúc được nuôi dưỡng từ sự sẻ chia, lòng hướng thiện là thứ hạnh phúc thật viên mãn, vẹn tròn. Và hạnh phúc cũng sẽ ở bên ta khi chúng ta biết thấu hiểu và bao dung. Bạn đang gặp một vấn đề gì đó trong cuộc sống, bạn cảm thấy mình thật bất hạnh, thật không may mắn, làm sao mà có thể sống hạnh phúc được. Nhưng nếu bạn mở rộng lòng mình, bắt đầu thấu hiểu những người xung quanh, những người thân của bạn hay những người hàng xóm của bạn, thì bạn sẽ nhận ra rằng tất cả chúng ta, tất cả mọi gia đình đều có những khổ đau, những nỗi buồn, những điều bất như ý, mà chẳng có ai là vẹn toàn, chẳng có ai là vẹn tròn đâu bạn. Những cặp bố mẹ ly dị, những đứa trẻ mồ côi, những người mắc bệnh nan y, những người vợ có chồng bồ bịch, những đứa trẻ sinh ra độ ốm yếu, những bố mẹ độc tài, những đứa con hư hỏng, những người phụ nữ không sinh được con trai, những cặp vợ chồng hiếm muộn, những người nghèo khó, những người bị lừa gạt, xung đột mẹ chồng nàng dâu, những người bị phá sản, những người có con bị tai nạn giao thông, qua đời sớm, nhiều nhiều vô kể, nhiều lắm những bất hạnh ở trên đời, những điều bất như ý mà ai cũng sẽ phải đối mặt với nó một lần trong đời. Cuộc đời này tưởng dài, nhưng sống hết một đời mới thấy thật ra nó rất ngắn ngủi. Nếu ta cứ mãi âu sầu, buồn bã trong những bất hạnh của chính bản thân mình, thì ta coi như đã sống một cuộc đời lãng phí. Hãy trân trọng những phút giây ở hiện tại và sống thật hạnh phúc bạn nhé. Tôi ngửi thấy mùi hoa ngọc lan trong gió.
gió thổi vào mặt tôi thật nhẹ nhàng. Trên cao lập lòe một đốm sáng, là một chú đom đóm đã lâu lắm rồi, phải nói là rất rất lâu, 22 hay 25 năm gì đó tôi mới lại được thấy lại giây phút này. Khoảnh khắc này mình thấy thật hạnh phúc và bình an. Tôi hít từng hơi thở thật sâu như muốn đem hết mùi hương hoa ngọc lan nhét vào người mình, ngắm nhìn chú đom đóm bay lập lòe trong màn đêm dưới những tán cây. Giờ phút này tôi sẽ tận hưởng nó thật kỹ và lưu lại mãi vào trong tâm trí mình, khoảnh khắc của hạnh phúc. Tôi còn nhớ ngày học tiểu học, thỉnh thoảng có đứa bạn trong lớp mang đến một vài bông hoa ngọc lan mà cả lớp xúm xít vây quanh, cố gắng hít hà thật đã cái mùi thơm của nó, rồi bằng mọi cách xin lấy dù chỉ là một cánh hoa kẹp vào quyển vở. Mấy ngày sau, mở vở ra, cánh hoa đã khô nhưng mùi thơm của nó vẫn còn đó, vẫn vượt thời gian, mãi được lưu trữ ở trong tâm trí của tôi. Cây hoa ngọc lan của nhà bác hàng xóm bỗng một tối tỏa hương thơm ngát như cứu rỗi tâm hồn tôi, kéo tôi trở lại với những điều an nhiên, với những ký ức tươi đẹp của tuổi học trò. Nó sẽ mãi ở đó với thời gian, xuân hạ thu đông, đến rồi đi, mùa hoa tàn rồi mùa hoa nở, nhưng hạnh phúc trong tôi sẽ mãi là những khoảnh khắc đẹp về một mùi thơm vương vấn. Tôi sinh năm 93, cũng được gọi là thế hệ 9X đầu đời, sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo khó. Nhưng những đứa trẻ như tôi lại thật may mắn, vì ít nhiều cũng được trải nghiệm một tuổi thơ dữ dội, không iPhone, iPad, nhưng mỗi lần nhớ đến lại thấy vui vẻ vô cùng. Chúng tôi có những buổi tối tụ tập ở trên đê, hay những khu đất trống rộng để nô đùa, tán gẫu, chơi đủ thứ trò chơi dân gian như trốn tìm, đố màu, chơi khăng, chơi bài vòng, giấy ảnh. Vui ơi là vui dưới ánh điện mập mờ, hòa cùng những đốm lập lòe của hàng trăm con đom đóm bay dưới những bụi cây dại. Thời gian đã qua, nhưng kỷ niệm của tuổi thơ vẫn còn đó, những kỷ niệm của tuổi thơ hạnh phúc. Tôi không biết ước mơ hồi nhỏ của bạn là như thế nào, chứ ước mơ hồi nhỏ của tôi là có tiền mua hẳn một bịch bim bim về ăn cho sướng cái cuộc đời. Tại ngày đó mà được ăn một gói bim bim là quý lắm, sướng lắm. Vừa viết vừa cười thầm, nghĩ lại bây giờ thấy vui ghê. Với cả là ước gì nhà mình có một cái tủ lạnh chứa đầy hoa quả. Ôi cái cảm giác chơi nắng, đi chơi với bọn trẻ con, được bác hàng xóm cho một quả gì đó để trong tủ lạnh cắn một miếng mà sướng hết cả cuộc đời. Chẳng nhớ là quả gì, hình như là quả vải thì phải. Ngày đó nhà nghèo, làm gì có tủ lạnh phổ biến như bây giờ. Mình nhớ là trong làng chỉ có một hai nhà giàu nhất làng mới có, nên là mê cái tủ lạnh lắm. Giờ lớn rồi, nhà có tủ lạnh, lúc nào cũng chứa đầy hoa quả rồi, có thể ăn mấy bịch bim bim cũng được. Như vậy thì mình phải hạnh phúc chứ. Mỉm cười. Cả gia đình ba người, hai lớn một nhỏ, dạo bước trên con đường Tố Hữu rộng thênh thang. Hà Nội mùa Covid nên khá vắng lặng. Chúng tôi đi bộ qua những quán cà phê lấp lánh ánh đèn, được trang trí thật đẹp, như đi bộ ở một con phố du lịch nổi tiếng nào đó. Gió se lạnh. Chúng tôi cùng trò chuyện về những dự định ở tương lai, những việc cần làm ở hiện tại. Cảm giác lúc này thật bình an, tôi đang mỉm cười trong lòng và từ từ tận hưởng đó. Hạnh phúc ở ngay trong khoảnh khắc bình an này. Tôi bắt đầu con cóp và lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời như thế đó. Mỗi ngày hướng vào bên trong nhiều hơn, tĩnh lặng nhiều hơn để hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Và tôi bắt đầu hiểu hơn về hạnh phúc, về sự an lạc. Tôi bắt đầu trầm tính hơn, bớt tham sân si hơn, đọc nhiều sách hơn và tôi thấy mình thực sự đã thay đổi rất nhiều. Những ngày còn bồng bột, mình hay buồn bã, oán trách cuộc đời, đổi tại số mình khổ. Tôi hay giải tỏa nó bằng cách mua sắm thứ gì đó, chiếc áo mới, váy mới hay túi mới để giải tỏa stress của mình. Nhưng nó thực sự chỉ là cách giải quyết tạm thời. Và chỉ sau một ngày, khi chiếc váy mới được cất vào tủ, thì mọi khổ đau lại quay lại vạch ban đầu. Bây giờ trong cuộc sống hiện hữu, mình vẫn đang đối mặt với những vấn đề lớn,
những điều bất như ý mà so với những chuyện buồn thời trẻ thì chúng đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng mà mình cũng đang rèn luyện tâm thức của mình, hướng vào bên trong, nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng tri thức, nghị lực nhiều hơn để mạnh mẽ đối diện với nó. Mình luôn tự nhủ rằng mình phải sống hạnh phúc để các con của mình cũng được sống hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự tìm thấy trong sự an lạc, thấu hiểu, cảm thông, hiểu biết, chứ không phải từ những vật chất phù phiếm ở bên ngoài. Mình và bạn, ai trong chúng ta cũng xứng đáng có quyền sống hạnh phúc. Và hạnh phúc hay không, nó là do ta quyết định, do ta lựa chọn khi đối mặt với những điều bất như ý trong cuộc sống. Nó là một hành trình rèn luyện tâm thức và học hỏi lâu dài. Có khi cả cuộc đời này chúng ta chưa thấu hiểu được hết, nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi và bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết câu chuyện ngày hôm nay của Thu. Hy vọng sau khi mà nghe xong câu chuyện này thì bạn có thể tự nhủ với bản thân mình rằng thực ra mình cũng đang sống rất là hạnh phúc, dù mình cũng đang phải đối mặt với những điều bất như ý. Nhưng ở ngoài kia, những người bạn bè của mình, những người họ hàng của mình, những người anh chị em của mình cũng đang phải đối mặt với những điều bất như ý của riêng họ. Nếu mà ta cứ đợi hết khi hết khổ đau thì ta mới có thể hạnh phúc, thì đó là một hoàn toàn sai lầm lớn ở trong cuộc đời ngắn ngủi này. Chúng ta có thể hoàn toàn sống hạnh phúc ở trong khổ đau khi mà chúng ta biết an trú vào bên trong của con tim mình, vào nội tâm của mình, bắt đầu cảm thấy an lạc với những điều mình có rất là giản đơn trong giây phút hiện tại, chứ không phải đi tìm hạnh phúc từ những thứ vật chất phù phiếm xa hoa ở bên ngoài. Ngoài chủ đề hạnh phúc ngày hôm nay thì Thu còn có thêm các chủ đề, đó là số mệnh của con người, đức năng thắng số, nỗ lực, cách để vượt qua khó khăn. Rất là mong các bạn có thể đón nhận và nghe qua nó một lần. Mọi chủ đề đều khá là hay và thú vị, và Thu tin chắc rằng sau khi mà các bạn nghe xong, các bạn sẽ cảm thấy an lạc hơn, có một chút động lực hơn nào đấy trong cuộc sống của mình để vượt qua những khó khăn. Và đến đây thì câu chuyện của Thu ngày hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn bạn và tạm biệt bạn. Bye bye.